Thì các bạn thấy bình thường cái ống nó bự vậy, bây giờ là nó hẹp rồi, nó bài tiết nó được nữa không? Nó vẫn bài tiết được, nhưng mà nó sao? Bài tiết không hết. Đúng chưa? Và nguyên nhân cuối cùng là sẽ là do cái gì? Vi khuẩn P. acnes. Vi khuẩn P. acnes. Đầu tiên là tuyến bã nhờn sao? Bị hormone testosterone làm cho nó gì? Bự lên. Bự lên thì lượng bã nhờn của nó tiết ra như thế nào? Nhiều. Nhiều thì cái nang lông của mình nó phải đào thải sao? Nhiều hơn. Thì nó sẽ bị gì? Sinh hóa. Bị sinh hóa tức là bị gì? Bị hẹp cái cổ nang lông lại. Đúng chưa? Và chính vì cái việc hẹp cổ nang lông thì cái lượng bã nhờn có được đào thải hết ra ngoài không? Có được bài tiết hết ra ngoài không? Không. Giống như bây giờ các bạn sao? Nước thải mà chúng ta không cho nó thoát hết, nó sẽ bị gì? Ứ động lại một xíu. Thì hôm nay có thể nó chưa có vấn đề gì, nhưng mà chỉ cần qua một đêm thôi thì nó sao? Bốc mùi. Đúng chưa? Thì cái bã nhờn của chúng ta cũng vậy. Nếu như nó bị sao? Ứ động ở trong nang lông, không được đào thải hết ra ngoài, thì nó sẽ sinh ra cái gì? Sinh ra một cái môi trường gì? Yếm khí, hay còn gọi là môi trường gì? Kỵ khí. Và nó sẽ là cái môi trường cho con gì? Vi khuẩn P. acnes phát triển. Rồi xin mời các bạn ghi. Bã nhờn bị ứ động trong nang lông. Bã nhờn bị ứ động trong nang lông là môi trường kỵ khí, là nguồn thức ăn cho vi khuẩn P. acnes. Là môi trường kỵ khí, là thức ăn cho vi khuẩn P. acnes. Vi khuẩn P. acnes là gì ạ? Nào mời một bạn nhắc lại vi khuẩn P. acnes nào.